phát hiện thế giới khác ẩn sâu hàng nghìn mét dưới lớp băng ở Nam Cực. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một khu vực gần như hoàn toàn bị băng bao phủ ở Nam Cực, che giấu một thế giới khác của đá và vi khuẩn. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu trong video sau đây nhé! Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thế giới này tồn tại ở nơi tiếp giáp giữa băng và đá dưới đáy giải băng. Hệ sinh thái này còn được gọi là đá, băng, nước. Mặc dù hệ sinh thái này nằm trong một môi trường khắc nghiệt, nhưng các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều loại vi sinh vật và động vật khác nhau ở đây, bao gồm vi khuẩn, virus, nấm, bọt biển, bọ, vân vân. Tất cả các sinh vật này đều tương tác với khoáng chất và nước lỏng bên dưới lớp băng và phụ thuộc vào hệ sinh thái thu nhỏ này để tồn tại. Hệ sinh thái này có thể tồn tại bởi vì những tảng đá dưới tảng băng chứa đầy vi chất dinh dưỡng và lượng nước lỏng hạn chế đã cung cấp môi trường thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Việc phát hiện ra hệ sinh thái này không chỉ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về sự tiến hóa của sự sống trên trái đất, mà còn có thể giúp chúng ta khám phá khả năng tồn tại của sự sống trên các hành tinh xa lạ khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong môi trường khắc nghiệt nơi có hệ sinh thái này, cần tuân thủ các quy chuẩn điều tra khoa học và hướng dẫn bảo vệ để đảm bảo hoạt động điều tra, nghiên cứu của các nhà khoa học không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hệ sinh thái này. Đồng thời, cần đảm bảo an toàn cho nhân viên và đảm bảo rằng các nhà khoa học có thể tiến hành nghiên cứu và thăm dò trong điều kiện an toàn. Làm thế nào mà các nhà khoa học có thể phát hiện thế giới khác ẩn sâu hàng nghìn mét dưới lớp băng Nam Cực? Các nhà khoa học đã phát hiện ra một thế giới khác dưới lớp băng ở Nam Cực thông qua một kỹ thuật gọi là khoan băng sâu. Công nghệ khoan băng sâu lấy tài liệu và dữ liệu ở dưới lớp băng Nam Cực bằng cách khoan lỗ là một trong những công nghệ được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học trái đất. Kỹ thuật lần đầu tiên được sử dụng trong phân tích lõi sông băng vào những năm 1970, nhưng theo thời gian, nó đã được sử dụng để đào sâu hơn. Các nhà khoa học sử dụng mũi khoan đặc biệt để khoan sâu hàng nghìn mét dưới bề mặt băng ở Nam Cực. Họ có thể nghiên cứu lõi băng trong các lỗ khoan và khám phá một thế giới khác nằm sâu trong lớp băng. Bằng cách phân tích các mẫu lõi băng này, có thể tìm hiểu về biến đổi khí hậu trong hàng nghìn năm qua, những thay đổi trong thành phần khí quyển và thông tin về lĩnh vực sinh học, những thay đổi trong các yếu tố như nhiệt độ, lượng mưa và hàm lượng carbon trong khí quyển. Khi họ khoan sâu hơn, sử dụng các kỹ thuật tiên tiến hơn, chẳng hạn như phân tích hàm lượng đồng vị và khí, họ có thể theo dõi sự thay đổi khí hậu hàng nghìn năm trước, cũng như giải thích tại sao các giai đoạn băng lạnh và nhiệt độ ấm xen kẽ trong quá khứ. Ngoài ra, các nhà khoa học có thể tìm kiếm các mẫu lõi băng để tìm dấu vết của vi khuẩn, bao gồm thông tin về các dạng sinh học như vi khuẩn và virus. Những vi khuẩn này không chỉ có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, mà còn có thể cung cấp cho các nhà khoa học thông tin phức tạp về sự tiến hóa của môi trường trái đất, chẳng hạn như cách vi khuẩn sống trong sông băng, thích nghi với nhiệt độ và sự thiếu hụt chất dinh dưỡng. Hỗ trợ sự phát triển nhân loại. Điều đáng nói là nghiên cứu dưới lớp băng ở Nam Cực có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc về biến đổi khí hậu trong quá khứ và tương lai. Điều này rất quan trọng đối với các vấn đề biến đổi khí hậu mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Bằng cách nghiên cứu các điều kiện biến đổi khí hậu trong quá khứ, chúng ta có thể hiểu sâu hơn và lâu dài hơn về biến đổi khí hậu. Điều này sẽ giúp con người đối phó tốt hơn với thách thức của biến đổi khí hậu. Nó cũng cung cấp một cơ hội để hiểu làm thế nào cuộc sống thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Bằng chứng nghiên cứu các vi khuẩn sống sót bên dưới lớp băng ở Nam Cực, các nhà khoa học có thể tìm hiểu cách những sinh vật này đối phó với cái lạnh, sự khan hiếm nước và các yếu tố môi trường khắc nghiệt khác. Đặc biệt là công nghệ khoan băng sâu cũng rất quan trọng đối với nghiên cứu khoa học trái đất. Từ lõi băng và các mẫu khác dưới lớp băng ở Nam Cực, các nhà khoa học có thể thu những dữ liệu quan trọng về lịch sử, địa chất và hóa học của trái đất cùng các lĩnh vực khác. Những dữ liệu này rất hữu ích để phát triển các công nghệ mới và giải quyết các vấn đề khác nhau mà xã hội hiện đại phải đối mặt. Nói chung, nghiên cứu dưới lớp băng ở Nam Cực sẽ thúc đẩy khoa học môi trường, khoa học trái đất và các lĩnh vực khác có thể giúp chúng ta giải quyết tốt hơn những thách thức mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt. Không thể phủ nhận các yếu tố như biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã tác động nhất định đến hệ sinh thái vùng cực. Hiện nay, các quốc gia tham gia Hiệp định Nam Cực đã bắt đầu có những hành động trong chính sách bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó có việc cấm chôn lấp, tiêu hủy các chất độc hại, kiểm soát sâu bệnh và các loài xâm lấn và giảm bớt sự xáo trộn của con người. Những chính sách này đều có lợi cho việc bảo vệ hệ sinh thái bên dưới Nam Cực
và tránh những tác động tiêu cực quá mức của nó. Tuy nhiên, do các yếu tố như sự gia tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu và sự xáo trộn các hoạt động của con người, hệ sinh thái dưới lòng Nam Cực vẫn đang phải đối mặt với áp lực lớn. Ví dụ, sự sụt giảm mạnh số lượng sinh vật phù du ở các đại dương ở vùng cực đã góp phần làm suy yếu hệ sinh thái biển ở đáy Nam Cực. Sự suy thoái của các hệ sinh thái này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái của toàn bộ hệ sinh thái biển. Trên đây là một số thông tin về một thế giới khác, một hệ sinh thái ẩn sâu hàng nghìn mét dưới lớp băng ở Nam Cực. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho kênh sản xuất các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.